Minh Thúy xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ Tư, 11 tháng 8, 2021. Kính thưa quý vị, để quý vị đi sâu vào những tác phẩm của nhà văn Phan Nhật Nam qua những kinh nghiệm của chính bản thân ông. Những kinh nghiệm trong quãng đời thanh niên của ông. Để hiểu rõ những bất bình, phi lý và buồn bã trong nội tâm của một người lính tác chiến trong lứa tuổi 20. Cùng những động cơ chính thúc đẩy người lính viết văn Phan Nhật Nam viết những tác phẩm về lính và lý do chính khiến cho ông tạo dựng những tác phẩm quanh những suy nghĩ của những người lính. Đặc biệt là những người lính tác chiến luôn trực diện với cái chết. Sau đây, Minh Thúy mời quý vị theo dõi phần 29, buổi phỏng vấn đặc biệt với nhà văn Phan Nhật Nam do Phan Lê Dũng thực hiện sau đây để biết tại sao Dọc đường số 1 được ra đời. Rồi đến khi ngày hôm sau thì về đóng ở Tứ Cao Thắng và Viện Hoa Đạo để chống biểu tình. Cao Thắng và Trần Quốc Toản tức quốc gia hành tránh. Thành thử về thưa với anh Dũng và thưa với quý vị, những cái cảm xúc như vậy bây giờ kể lại 70 năm sau, một người già 78 tuổi cũng không nén được cảm xúc, uống gì một anh cũng đi 21 tuổi. Cho nên về từ đó khi mà đứng biểu tình là tất cả người áo quần là còn nguyên hết cả buồn lầy máu miết còn nguyên với tất cả. Thì ngồi ở trước đó thì ở trong Viện Hoa Đạo người ta biểu tình đi ra người ta chửi, người ta ném đá, người ta đứng xỉ nhục đó. Vâng, thành thứ tất cả hoàn cảnh đó tôi phải viết thêm cái Dọc đường số 1. Rồi thêm có những cái tình cảnh như mà ở Vạn Phú, Bình Dương, đó là mùa đông năm 1966, thì bước vào ở trong một cái làng bị diệt khạch, một cái làng nhất Đồng Nai nhì hai huyện. Hai huyện này có thể là hai huyện Kim Sơn và Tiền Hải, nhưng hai huyện này là Hoài Ân và Hoài Nhơn, đẹp lắm, lúa vàng rực hết cả một cái, mà cái đầm Trà Ổ, đầm Ô Loan là hệ thống đầm mà rất nhiều hải sản, rất nhiều thủy sản, rồi vườn dừa ở đó đẹp lắm, đêm trăng ướt lá dừa là những vùng này, mà một cái làng im phăng phắc không có sự sống vì bị dịch hại. Thì đi vào đó thấy còn hai đứa con nít, chắc năm, một đứa trên dưới 10 tuổi về đó. Bố mẹ chết nằm đó, hai đứa nhỏ ngồi đó. Thì tôi hỏi với anh, người nào mà bằng tim gan dạ sắt mới có thể không cầm lòng sự cảm xúc. Cảm xúc đó không có, cái chính đồng bào mình, con nít của mình, trẻ con của mình. Mà từ đâu mà ra là phải là chiến tranh. Tại tất nhiên tôi cũng kết án chiến tranh ai hết. Rồi lúc đó tôi vượt ra khỏi cái sự lục lý, ví dụ như vậy. Rồi đến một cái, qua những cái cảnh đời, đi lên ở trên Tân Cảnh, đó là mùa đông năm 67, tức là cái nơi mà năm 72 trận đánh rất lớn á. Thì cả một cái khu đó bây giờ trở lại, nó đóng với người Mỹ, nhưng bây giờ cái lính Mỹ nó đi đâu á. Thì cả một cái khu Tân Cảnh, tức là Đắc Tô đó, nó giống như là một thành phố chết. Ở Mỹ có những cái gas town, có những cái nơi mà người ta đi đâu đó, cái thành phố chết. Thì trong một cái thành phố chết đó còn được cái bar rượu, có mấy cái cô gái giang hồ ngơ ngác không biết giống biết chạy đi đâu hết. Chạy về Pleiku cũng có phương tiện, mà ở trên đó nghĩ như vậy. Thưa về anh Dũng và thưa về quý vị, bây giờ mới băng hoại xã hội, kết án lính Mỹ, rồi kết án chiến tranh vô ích. Hai cô gái băng ba ở trong một cái thành phố ma mà không biết bị tấn công lúc nào, bị pháo kích lúc nào. Đó thì những cái tình trạng như vậy. Thì thưa về anh Dũng và thưa quý vị, không viết không được. Không viết được mà bây giờ viết, viết cho ai? Thành tựu cô kể chuyện gì ra, hoặc là đặt ra những cái vấn đề lớn như là chiến tranh, như chính trị, rồi người Mỹ xâm lược, rồi Cộng sản xâm lăng cũng vô ích. Rồi bảo rằng là quân lực Việt Nam Cộng hòa chiến tranh, chiến đấu giữ nước, cũng vậy. Cũng tất cả đấy.
tất cả những ngôn từ, những khẩu hiệu, tất cả đều vô ích trước cảnh khổ. Bởi trước cảnh khổ, đạo Phật có cái câu khổ chập trùng, Dukkha, không biết là ngài thấy bốn cửa thành ở bên Ấn Độ khổ thế nào, cho tôi thấy cái cảnh khổ Việt Nam đúng không ghê. Nhưng mà thưa với anh Dũng, tượng là khổ như vậy, hóa ra chưa bao nhiêu, sau 30 tháng 4, 75, trùm ra, đi ra tù ngoài Bắc thì mới thấy nó khủng khiếp hơn. Thành từ cái thân phận Việt Nam hình như mang một cái vận nghiệp gì, cái khổ, khổ chặt trùng, khổ miên man. Và cái khổ này đâu phải từ 6 mấy, từ 7 mấy, sau 30 tháng 4, cái khổ này như nó có từ 45, 2 triệu người chết đói. Đấy, thành từ cái khổ này đến bao giờ mới chấm dứt, nó khởi nguồn từ lúc nào. Thành từ vì vậy các cảm xúc đó bắt buộc tôi phải viết thêm Dọc Đường Số 1. Nhưng mà hình như đến giờ này cũng xoang rồi, không đủ chữ nghĩa vô dụng, chữ nghĩa không đủ. Nếu sau 30 tháng 4, 75 rồi đi tù ở ngoài Bắc, rồi thấy cảnh vượt biên, thấy cả cái vận mạng dân tộc, rồi thấy ngay bây giờ ở Lộc Hưng, ở Formosa, thì tôi không biết người Việt Nam làm sao mà sống được qua một cơn bão lửa từ 45 đến giờ này là gần một thế kỷ rồi. Vâng, đó là Dọc Đường Số 1. Bây giờ mình đi thêm một bước nữa, giữa lưng nỗi chết, tức là nãy giờ anh nói giữa cái sống với cái chết, thì cái sống với cái chết thì nó chập trùng. Mà cái tựa đề giữa lưng nỗi chết thì dù cho chưa đọc tác phẩm người ta cũng có thể hình dung ra những cái chuyện đó là những cái chuyện như thế nào. Khi mà người ta sống chết, giữa sống với chết, chuyện đó là vô nghĩa. Giống như anh nói là người ta sống mà không biết lúc nào chết, giữa chết và sống nó không có khác nhau bao nhiêu, không có gì khác nhau hết. Thành ra những cái chuyện đó thường thường lính tìm những cái sự giải thoát. Anh đã chỉ ra một trong những hướng có thể giải thoát là về ái tình. Thì anh có thể nói thêm, anh có thể nói thêm chẳng hạn như là rượu và ái tình có khác nhau gì không? Dạ vâng, thưa về anh, tôi không nghĩ rằng mà cuốn sách của tôi mà đặt ra nhiều vấn đề mà như anh vừa hỏi. Nhưng mà thế này, nếu dấu binh lửa là kể sự kiện chiến tranh, rồi đến Dọc Đường Số 1 là kể những cái cảm xúc về ở trong chiến tranh, nhưng mà thấy cũng đủ nữa. Thế trong chiến tranh nó có con người, cho nên có sự người ở trong chiến tranh như sao. Mà thưa, trước khi trả lời câu hỏi này tôi nói đi roi rả rất thật, tôi không phải là một loại người của văn học, tôi không phải là loại người của trầm tư, tôi không phải là loại người lét trê, không phải. Tôi chỉ đầu đến tú tài rồi đi lính, và hai cái bằng chuyên môn là bằng nhảy dù và bằng biệt động. Tôi không phải là người văn nhân tài tử đặt ra vấn đề sống chết rồi vậy. Nhưng mà anh viết, thầy viết cái gì? Thầy viết về chiến tranh, mà cái gì trong chiến tranh? Là con người trong chiến tranh. À thế bây giờ có con người mà anh gần gũi nhất là người lính. Thế bây giờ mà tôi ở lính, lính nhảy dù, thì tôi có thấy rất nhiều cái loại người trong đó, nhất là mấy ông sĩ quan mạng thôi. Thì có ông là đi từ Partizan, có ông đi từ hạ sĩ binh nhất, có ông đi từ lính khối xanh của đó, có ông đi từ lính nhảy dù Tây. À, ví dụ như ông trung tá Đào Văn Hùng của tôi luôn là ông nghĩ là ông là hạ sĩ thôi, cai thôi. Mà ông nói như vậy, và tôi thấy ông đúng thật. Thành thử mới có cái nhân vật của ông Lạc. Ông ta là đánh đâu ở ngoài nhảy dù đâu mà ngoài Ezebep, bếp tức là Bataillon Etranger Parachutiste, và nhảy dù nó có những câu hát như là ship 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 bếp 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 ô đà văn đà bu rồi chứ. Ví dụ thành thứ những cái người này, người ta sống hoàn toàn trong chiến tranh trước 54 và chiến tranh của sau 60, thì người ta thấy cái gì? Người ta nói rằng nó vô nghĩa quá. Chính người ta nói đó, thì bây giờ làm sao? Hãy tồn tại đi cái đã, rồi lên cái chức khoảng thiếu tá trung tá, rồi kiếm cái chỗ nào an lành cho nó. Vì sao? Vì chính bà vợ nói rằng tôi lấy ông cả mười mấy năm nay, bây giờ cái Tết này ông đóng ở Huế, cái chuyện này là lấy khung cảnh của mẫu thân Huế, và tiểu đoàn tôi là đi từ mùa đông mùa hè 67 là có mặt ở ngoài Huế và Thừa Thiên,
Huế và Quảng Trị. Cho nên cái Tết đó vợ con lính, vợ con sĩ quan đó mới đi ra. Thế nó nói tôi đi theo ông cả bao nhiêu năm, mà Tết đấy hôm nay tôi mới lần đầu tiên tôi mới đi theo ông được, vì ông về Huế. Đó. Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình. Để tiếp tục chương trình, Minh Thúy mời quý vị theo dõi nhà văn Phan Nhật Nam phát biểu sự suy nghĩ của ông về các nhân vật trong Dựa Lưng Nổi Chết, điển hình là về Minh, về Thuấn, về Lạc, về Quỳnh Như, cũng như những suy nghĩ của ông về một số tác phẩm khác trong phần 30 buổi phỏng vấn đặc biệt do Phan Lê Dũng thực hiện sau đây. Rồi thứ hai là cái anh Minh, người ta này học giỏi lắm, vì dân ở đó học toán giỏi nữa. Thì anh ta học toán giỏi nhưng mà anh ta phải đi lính bảo vệ, anh ta phải nhất định phải là công danh. Đó, học công danh vì anh thấy rằng ở Huế rất rõ ràng, vì tôi là người ở vùng đó tôi biết. Ở đó có người ta chỉ có hai nghề thôi, lên lên đi làm công chức và đi dạy. Thì bây giờ mà muốn ra khỏi cái khung đó thì người ta phải vô Sài Gòn và người ta thường thường người ta đi lính. Mấy cái anh lính miền Trung của tôi giỏi lắm, chiến đấu hết kiên cường, đó là đi lính để làm công danh, công danh theo cái yếu của cái mình đó. Và đến cái ông Thuấn thế lỡ trớn rồi thế cũng đi lính cũng được, mà không đi lính cũng được, mà công danh đại úy cũng được, thiếu tá được, trung úy được, không tan gì hết. Nhưng thế thì ba anh lính đó là tất cả những người bạn của tôi và chính bản thân tôi, thì thấy ở trong đó giải quyết được cái gì không? Uống rượu lắm cùng hết. Rồi đến tình yêu không có lắm đâu, không có đó. Thế thì tôi gọi là Dựa Lưng Nội Chết, nghĩa là cái gì làm cho người ta phải thấy sự thật nhất là khi chết. Khi chết thì không thể cứu trả được. Như sau này tôi có viết một cái câu mà tôi gọi là tôi đắc chí với câu đó: sự thật lớn nhất là cái chết, đại giáp mặc rồi thì không sợ gì hết. Khi em chết rồi thì anh không sợ cái gì nữa. Khi anh cái chết anh không cần gì phải là đọc sách rồi triết học mới biết được cái vấn đề của anh Bekami nói ra là vấn đề của triết học duy nhất là vấn đề tự tử. Ở đây đâu có chuyện tự tử, ở đây cố gắng làm sao mà sống cái này chứ. Nhưng mà nếu sống không được thì phải chết, mà chết thì cũng không thể tránh được. Không, ở đây không phải là vấn đề của bỏ cho định mạng, ở đây có vấn đề là buông xuôi cho đời sống. Không, chúng ta vừa chiến đấu phải chiến đấu rất giỏi, chiến đấu rất khôn ngoan để mà cho sống. Nhưng mà sống rồi mình nhớ có chết thì cũng phải chịu thôi. Thành thử thưa với tôi, không phải là nhà triết gia, tôi phải người trầm tư, tôi chỉ là một cái người lính ở trong cái cuộc chiến đó, thì thấy tất cả khi mà đến sát đến cái chết, khi dựa lưng cái chết thì người ta có nhiều cách để giải quyết, mà cách nào nghĩ ra cho cùng nó cũng không đi đến đâu. Và cái điều không đi đến đâu đó thì thấy rất cụ thể, đó là ngày 30/4/75. Và hóa ra những cái điều mà tôi đã tiên nghiệm từ những cái năm rất xa xưa kia, những cái năm mà trước 68 đó, trong Mậu Thân đó, thì tôi mới thấy rằng hóa ra mình thấy nó đúng thật. Và tôi đã nói cái viết cái câu mà tôi rất đắc chí, mà tôi nghĩ là tôi nói thật, là sự thật lớn nhất là cái chết. Vâng, thưa anh, cái chuyện mà anh nhìn thấy, cái chuyện mà hiệu nghiệm về sau, đó là cái chuyện đó về sau, nhưng mà khi anh viết cái Dựa Lưng Nỗi Chết thì anh chưa thấy những điều đó. Và anh vẫn nhìn thấy những lối thoát, chẳng hạn như anh đưa vô những nhân vật như là Quỳnh Như, đưa những nhân vật như là Bằng, họ cũng chiến đấu ở một dạng khác, tức là cái dạng mà nó gọi là mình gọi là hơi tà đạo, mình có thể nói là như vậy, nhưng mà hiểu được, nó là con người. Thì cái phần lính thì không ai thắc mắc, cái đó là phần của anh. Còn cái phần của anh Bằng, hoặc là cái phần của anh chàng Hoạt mà giữ lại nguyên một cái trận tấn công của anh Minh, phá hỏng cái trận tấn công của anh Minh, mà anh viết về thợ may đó, với lại cô Quỳnh Như, là ba người đó chắc là hư cấu hay là nó cũng thật chứ. Vì ông Bằng đó tức là mấy cái ông như Hoàng Phụ Ngọc Tường, Hoàng Vũ Ngọc Phan đấy, thì những cái người này tôi cũng biết. Và chính như là ông bạn tôi Phan Duy Nhân, Nguyễn Chính, phó ban tôn giáo Trung ương Đảng. Thế còn nhà sư Chí Không? Chí Không tôi cũng quen mấy ông thầy chùa. Và cũng có những người như vậy. Cũng có người như vậy. Tức là anh hư cấu. Là hư cấu, nhưng mà tôi không phải là nhà văn, tôi không phải là một văn nhân, tôi không tạo nên ông Từ Hải,
cũng tập nên ông Kim Trọng, ông Mại Trang Sinh như tài năng của ông Nguyễn Du. Tôi cũng phải là tài năng giống như là ông Kim Dung để tạo nên Lệ Hồi Xung, để tạo nên là Kiều Phong, tạo nên Hư Trúc, Đậu Đăng Dư. Tôi cũng có khả năng như vậy. Tôi lấy ngay từ đời sống và tôi thấy ra thì tất cả mọi người có một cách để giải quyết, nhưng mà cách nào nó cũng không đi đến đâu. Và cái không đi đến đâu đó thì rõ ràng đến ngày 30 tháng 4 rõ ràng đã cho tôi thấy rằng cái nhận định tiên khởi của những năm viết Nghĩa Lưng Rồi Chết sau 8 kia là những nhận định đúng thật. Thưa anh, cái chuyện tình trong mình gọi là tuyển trình trong chốc lát đi. Nhưng chẳng hạn như là những cái mà epiphany như là trong chuyện Hemingway là gì đó, thì cái đó nhìn thấy một ít cũng qua Quỳnh Như Phạm Thái thì không biết là cái chuyện của anh Thuấn với lại chuyện của Quỳnh Như thật sự nó là có như vậy không? Có chứ, cũng có với những ông bạn tôi, cũng có với chính tôi này chẳng hạn đó. Nhưng mà đi đến đâu về sinh nhật cái cô đó, cô Quỳnh Như đó nhất định là không theo thành phố Sài Gòn về. Và giả sử như con đi theo cái tên Thuấn bố đến Sài Gòn thì nó cũng không đi đến đâu. Thưa tôi không nói quá đâu, tôi không bi quan hóa, tôi không lạc quan hóa, tôi nhìn thấy rất rõ sự việc. Mà tôi lấy rất rõ sự việc từ đâu? Từ chính bản thân và những người bạn bè với tôi. Anh đưa vô nhà sư Chí Không như vậy cũng là tìm một cách giải thoát. Thì cái cách giải thoát đó bây giờ anh nghĩ còn đúng không? Tức là tìm cửa thiền xa lánh. Thưa với anh Phan Lê Dũng, là lớn lao quá, làm sao tôi biết đúng hay không? Thì tôi thấy, vì tôi có quen ông thầy chùa đó. Ông thầy chùa đó ông rất đẹp. Và khi mẹ tôi mất, ông thấy ông tụng kinh đó. Ông tụng kinh đến giờ này tôi không biết ông tên gì mà ông rất là đẹp đó. Thì tôi thấy cái giải quyết của ông Trí Không đó có, mà cũng không đi đến đâu. Và đó là tất cả những cái bi kịch, gọi là bi kịch đẹp trong một cách của tất cả những người mà gọi là tuổi trẻ ở Huế. Nó có từ 66, nó có từ 68, nó có từ 72, nó có 75 và nó tiếp tục đến giờ này. Và như ra Trần Văn Sao chẳng hạn, đấy, viết thơ mà đến hằng học đến thế, đau đến thế. Nhưng mà đó là trường hợp có thật, Trần Văn Sao chẳng hạn. Đấy, thành thực. Và đến cả ngay cái chuyện của Giấc Mơ Trường Sơn của Thụy Sĩ cũng không giải quyết gì được. Một cái nhân vật có thật, có trí tuệ, có tâm thức, có lòng, có thương, nhưng mà cũng không giải. Giấc Mơ Trường Sơn Mộng Dĩnh không giải quyết gì vấn đề bi kịch của Việt Nam mà do ông Thụy Sĩ đã viết nên. Đó, thực tế đó. Được, xin cảm ơn anh. Kính thưa quý vị, chương trình Bản tin Hoa Thịnh Đốn tối hôm nay đến đây là chấm dứt. Mời quý vị đón xem buổi phỏng vấn kế tiếp với nhà văn Phan Nhật Nam do Phan Lê Dũng thực hiện, sẽ được phát hình vào tối mai thứ Năm, 12 tháng 8, 2021. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến với ban biên tập SBTNDC, xin email về washingtondc@sbtn.tv. Kính chúc quý vị một ngày vui vẻ, tốt lành. Minh Thúy xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào tối mai.